Khổ như Hòa Minzy đùa, chị đừng quá vui vẻ khi em quá xinh cũng bị cộng đồng mạng chê kém duyên. Tưởng chừng đây chỉ là câu nói đùa bâng quơ thì cư dân mạng lại phản ứng dữ dội và cho rằng Hòa Minzy kém duyên khi nói những lời này tại đám cưới Võ Hạ Trâm. Tối 14 tháng 1, Võ Hạ Trâm cùng chồng là doanh nhân người Ấn Độ tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn 5 sao thành phố Hồ Chí Minh. Tới chúc mừng, nữ ca sĩ có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp trong showbiz. Một trong những khách mời nhận được sự chú ý đó chính là Hòa Minzy. Xuất hiện tại tiệc cưới, Hòa Minzy diện một bộ trang phục màu đỏ nổi bật và make up khá đậm. Hòa Minzy cũng cho biết đây là trang phục cô vừa đi diễn về. Hòa Minzy xuất hiện tại tiệc khá trễ, khi tiệc đã bắt đầu thì cô mới có mặt. Trước thắc mắc của nhiều người thì giọng ca rời bỏ cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Thật ra Hòa đã nói chị Trâm là không đến được do kẹt lịch ghi hình. Nhưng rồi ghi hình xong sớm nên Hòa đã quyết định đến tham dự ngay. Đây là bộ trang phục để ghi hình chứ không phải để dành riêng cho chị Trâm hôm nay đâu. Chị cũng đừng quá vui vẻ và hạnh phúc khi em quá xinh đẹp trong ngày hôm nay. Lầy lội hơn, Hòa Minzy còn không quên nhường spotlight cho người chị bằng cách thú nhận: em sẽ không tranh spotlight của chị đâu, hôm nay chị sẽ là người đẹp nhất. Tưởng chừng đây chỉ là câu nói đùa bâng quơ thì cư dân mạng lại phản ứng dữ dội và cho rằng Hòa Minzy khá kém duyên khi nói những lời này tại đám cưới Võ Hạ Trâm. Một bạn bình luận: dẫu biết nói đùa nhưng như vậy cũng là vô duyên quá. Bạn khác lại nói: nếu như ngày xưa lại như vậy thì không bị chửi vậy đâu, chỉ tại gần đây nhiều phốt quá nên giờ nói câu gì ra cũng thành nhạy cảm vô duyên. Đám cưới người ta đó nha Hòa, một bạn có nickname Bo bình luận. Nhiều tài khoản khác cũng bình luận tương tự. Đây không phải lần đầu bạn ghét cũ Công Phượng dính những phát ngôn khó hiểu, gây bức xúc với khán giả. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã khiến cả showbiz lắc đầu với phát ngôn đáp trả fan. Trước sự chỉ trích quá lớn của người hâm mộ, Hòa Minzy mới đây đã khóa cả tài khoản Facebook và Instagram cá nhân. Chỉ còn duy nhất trang fanpage với hơn 700.000 yêu thích là địa chỉ duy nhất còn hoạt động bình thường. Trước đây khi bị cộng đồng Emmy ném đá vì hành động mượn thẻ staff vào hậu trường gặp BTS, nữ ca sĩ cũng đã phải khóa trang cá nhân để tránh sự công kích của khán giả. Lần gây gắt với fan vừa rồi, Hòa Minzy cũng không đưa ra lời giải thích hay phản hồi nào. Có vẻ như việc khóa trang cá nhân, một phần vì cô mệt mỏi trước áp lực chỉ trích từ đám đông. Nam em rảnh rỗi tán Lee Min Ho mà không lo trả nợ, bị đồng nghiệp đăng đàn đòi tiền quá bẻ mặt. Nam em ngày càng có nhiều lùm xùm làm mất hình ảnh của mình. Hiện tại sắp Tết rồi, cô còn bị đồng nghiệp đăng đàn đòi tiền nợ nữa. Tối qua, Hoa Khôi nam em đăng tải hình ảnh chụp lại tin nhắn mà cô đã gửi cho ngôi sao Hàn Quốc Lee Min Ho lên Instagram gắn kèm nội dung Where Are You. Nhưng sốc hơn thế, trong đoạn chat mà nam em gửi tới tài khoản Lee Min Ho 87, còn có cả một hình ảnh khá nhạy cảm. Người đẹp đang quỳ trên mặt đất, áo quần xộc xệch khi thực hiện một động tác yoga. Nhiều người cho rằng nam em quá xàm và quá rỗi hơi khi làm việc vô bổ như thế này. Chưa hết khiến mọi người bàng hoàng thì nam em lại tiếp tục được cho là bị réo tên trong một status đòi nợ của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Cụ thể ở status đòi nợ, trong một số cá nhân đơn vị mà Tăng Nhật Tuệ nhắc đến có tên của nam em, nhiều người đoán rằng rất có thể chính là người đẹp nam em nợ tiền quay MV. Số tiền mà Tăng Nhật Tuệ bị nợ lên cả tỷ đồng, xem ra anh chàng đã hết cách và bất đắc dĩ lắm mới đăng lên Facebook. Tuy nhiên hiện tại anh đã xóa status này rồi. Nam em đăng ảnh tán tỉnh Lee Min Ho khiến mọi người sốc nặng. Tên nam em được nhắc trong status đòi nợ của Tăng Nhật Tuệ, hiện tại nam nhạc sĩ đã xóa status này rồi. Tuy nhiên một group đã nhanh tay chụp được và đăng tải lại. Khổ, đang viết bài kiếm tiền trả nợ mà các anh các chị cứ réo đòi tiền thế này, ai mà viết được cơ chứ. Em cũng không muốn đăng lên Facebook đòi nợ đâu. Vì tại em biết cảm giác người ta đăng tên mình lên đòi tiền nó không hay ho gì, nhưng nam em. Vài công ty là anh em nữa nên không cần phải ghi rõ, nhưng hãy trả tiền cho em sớm nhé, em phải thanh toán cả tỷ bạc đấy. Anh chị trả là em đủ đó, bây giờ kế toán đi du lịch ở đâu để em gọi về nào. Tăng Nhật Tuệ ráo riết đòi tiền để còn đi trả nợ người khác, cả bạc tỷ chứ không ít. Vừa đọc được status này, dân mạng đã chế giễu nam em như đang rao bán phao câu hay ăn Tết xong chị trả em nhé. Rất nhiều bình luận không mấy hay ho về nam em. Nam em mà đọc được những bình luận này chắc chắn sẽ bẻ mặt. Thời gian gần đây nam em liên tục vướng lùm xùm không hay, không làm chủ được cảm xúc, lúc khóc lúc cười, có lúc lái xe thì nam em còn bỏ cả hai tay ra để phiêu theo nhạc. Chưa hết cô còn thừa nhận bản thân phải đi điều trị tâm lý. Thật không thể hiểu nổi nam em đang làm những gì. Hình ảnh của nam em đang dần xấu đi trong mắt công chúng.
bà bầu Nhã Phương được Trường Giang chăm sóc chu đáo trước ngày lâm bồn. Mười khó ân cần chỉnh lại trang phục giúp Nhã Phương trước giờ quay hình. Trường Giang và Nhã Phương đã về chung một nhà vào cuối tháng 9. Sau khi chính thức nên duyên vợ chồng, những thông tin của cả hai vẫn được săn đón trên những trang xã hội. Đặc biệt là thông tin Nhã Phương mang thai, cả hai chuẩn bị lên chức bố mẹ. Hai vợ chồng cũng nhiều lần khiến dân mạng phải ghen tị khi chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ trên trang cá nhân. Mới đây, đôi vợ chồng mười khó lại tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với sự ngọt ngào của mình, cụ thể khi đi quay hình. Giang thoải mái thể hiện những hành động thân mật khi chăm sóc bà xã Nhã Phương ngay trong hậu trường đông người. Có lẽ thời gian này Nhã Phương mang bầu, anh luôn có những cử chỉ lo lắng chăm sóc tận tình, khiến không ít người phải suýt xa ngưỡng mộ. Trong khi trang phục của mình chỉnh chưa xong, nhưng Trường Giang đã ga lăng chỉnh trang phục cho vợ trước. Phát hiện trên cổ áo của bà xã có vật lạ, Trường Giang kề sát mặt vào cổ Nhã Phương để chỉnh lại trang phục giúp vợ gây bão ở mạng xã hội. Dù trong họ Trường có nhiều người, nam danh hài vẫn không ngại chăm sóc vợ. Không chỉ vậy, chàng mười khó còn quay phía sau để chỉnh lại trang phục giúp vợ. Có thể thấy từ sau khi kết hôn, Trường Giang đã trở thành một người chồng thật thụ, quan tâm chăm sóc Nhã Phương hết lòng. Qua lời kể của đạo diễn Đức Thịnh, Trường Giang là người đàn ông biết quan tâm lo lắng đến vợ khi đi quay. Anh mang cơm lên cho vợ, nhưng những lúc Nhã Phương quay trong thời gian bầu. Sau khi chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 9, thời gian qua đôi vợ chồng son này luôn thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Trường Giang liên tục trêu đùa, than thở, phe vợ mạnh hơn, thậm chí bị vợ siết chặt tài chính, khiến anh ra đường không có một xu dính túi. Và tin vui đầu năm nay chính là cả hai vợ chồng sẽ chuẩn bị đón thiên thần nhỏ sắp chào đời. Phạm Quỳnh Anh nhún nhảy bên Bảo Anh trong đám cưới Lê Hiếu, đập tan tin đồn mâu thuẫn. Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đã cùng lên sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ trong cùng một bài hát để chúc mừng đám cưới Lê Hiếu. Đám cưới Lê Hiếu vào tối 14 tháng 1 được tổ chức tại một khách sạn hạng sang thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham dự của nhiều bạn bè đồng nghiệp trong giới giải trí. Bà xã của Lê Hiếu tên là Thu Trang, cô không hoạt động trong giới nghệ thuật, có ngoại hình xinh đẹp và được khen có tài kinh doanh. Trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, hai người đã hẹn hò kín tiếng khoảng 1 năm. Đáng chú ý trong hôn lễ còn có sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh. Đây là lần hiếm hoi cả hai đụng độ sau ồn ào nghi vấn người thứ ba. Không những vậy, Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đã cùng lên sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ để hát chúc mừng đám cưới Lê Hiếu. Hai nữ nghệ sĩ đứng cạnh nhau, thậm chí Phạm Quỳnh Anh còn chủ động đưa cho Bảo Anh chiếc mic mình đang cầm để cùng hòa giọng với tất cả mọi người. Đây là lần hiếm hoi cả hai thân thiết với nhau sau ồn ào nghi vấn người thứ ba. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Bảo Anh chính thức lên tiếng về tin đồn làm người thứ ba, phá vỡ gia đình của Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh. Nữ ca sĩ cho biết, tin đồn vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình và cuộc sống riêng của cô. Vì quá mệt mỏi với những lời vu khống miệt thị từ trên trời rơi xuống, cô quyết định tung đoạn tin nhắn với Phạm Quỳnh Anh, một lần nữa nhìn thẳng vào vấn đề để mọi lùm xùm sớm được khép lại. Đặc biệt, giọng ca như lời đồn còn công khai gắn thẻ Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh trên mạng xã hội, kèm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn giữa cô và Phạm Quỳnh Anh để xem như đây là minh chứng cho tất cả những gì đang xảy ra thời gian qua, chỉ là sự vu khống của anti-fan. Thực tế, showbiz Việt, ca sĩ từng bị chê hát dở, nay trở thành sao hạng A với thu nhập khủng. Chibu thu hút nhiều người quan tâm với vai trò là một người mẫu, diễn viên và hot girl được đông đảo giới trẻ yêu thích. Cô được công chúng biết đến sau khi lọt vào top 20 của Miss Teen Việt Nam 2009 và sở hữu nhiều giải thưởng với thành tích đầy triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, đến năm 2018, việc đứng lên làm ca sĩ khiến cô trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. MV ca nhạc đầu tay Từ Hôm Nay, Feel Like All của Chibu ra mắt và nhận nhiều gạch đá từ khán giả. Chỉ sau hơn một ngày ra mắt, MV debut của Chibu nhận được 42.000 dislike, gần gấp đôi lượt like. Chibu vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả vì cách hát không có nội lực, chuyên môn âm nhạc thấp. Giọng hát thiếu chuyên nghiệp của cô thể hiện rõ nhất qua những lần hát live hụt hơi yếu ớt. Cho đến nay, danh sách bài hát của Chibu ngày càng nhiều. Những bài hát trở nên nổi bật với giai điệu bắt tai, phủ điệu độc đáo và nội dung MV được đầu tư công phu. Chính những ưu điểm này, cụ hot girl Hà Thành đang ngày càng nhận được những ý kiến tích cực từ khán giả. Những MV mới ra mắt của Chibu thường xuyên giữ vị trí top trong top thịnh hành và nhận được đông đảo sự chú ý của giới trẻ. Không chỉ trong lĩnh vực ca hát, Chibu còn có nhiều dự định phim truyền hình được nhiều khán giả mong đợi.
khi lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ chuyên nghiệp, thu nhập của Jibo thuộc hàng top trong những ca sĩ trẻ hiện nay. Hari Won là ca sĩ người Hàn Quốc gốc Việt thành công nhất hiện nay. Tại Việt Nam, Hari Won đã phát triển con đường ca hát của mình với nhiều sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về sự đáng yêu cùng giọng ca ngọt ngào trong trẻo, thì Hari phải đối mặt với nhiều lời chê bai của khán giả bởi giọng hát lơ lớ không chuẩn cách phát âm Việt. Hari Won là nữ ca sĩ có ngoại hình xinh xắn và tính cách thú vị, được nhiều người yêu thích. Những tác phẩm âm nhạc của Hari Won nhận nhiều bình luận tiêu cực bởi cách phát âm không chuẩn của nữ ca sĩ ngoại quốc. Sau những cố gắng nỗ lực của Hari, cô chuyển qua lĩnh vực diễn viên kiêm người dẫn chương trình. Hiện tại, cô sở hữu lượng fan lớn bởi cách dẫn chương trình dí dỏm đáng yêu bên cạnh những thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Hari Won đã trở thành nghệ sĩ đa năng khi tấn công nhiều lĩnh vực nghệ thuật trong showbiz. Cô xuất hiện ngày một nhiều trên sóng truyền hình với vai trò MC trong các chương trình hấp dẫn như Nhanh Như Chớp, Chung Sức, Giọng Ca Bí Ẩn, 100 giây rực rỡ. Minh Hằng là nữ ca sĩ có nhiều thành công trong nghệ thuật và từng là một trong những gương mặt triển vọng của làng giải trí Việt Nam. Cô đã có đóng góp rất nhiều vào lĩnh vực âm nhạc với những ca khúc nổi trội nhiều năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, Minh Hằng cũng phải đối mặt với nhiều lời chê bai vì chính giọng hát của mình. Cô đã khiến khán giả thất vọng bởi sự thiếu sót trong kỹ năng thanh nhạc tại nhiều lần hát live. Minh Hằng là ca sĩ hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng vẫn không tránh khỏi những lỗi trình diễn kém chuyên nghiệp. Minh Hằng có nhiều bài hit đã từng trở thành hiện tượng của giới trẻ. Hiện nay Minh Hằng tái xuất bùng nổ với nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Cô đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả và người hâm mộ khi góp mặt tại chương trình The Face 2018 với vai trò huấn luyện viên. Minh Hằng tái xuất với vị trí huấn luyện viên trong chương trình The Face 2018. Ngoài những lĩnh vực mà cô từng tham gia, Minh Hằng còn thử sức với vai trò MC. Với những thành công tại nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, những ca sĩ dù từng phải đối mặt với nhiều lời chê bai vẫn có thể chuyển hướng thành công và trở thành sao hạng A với thu nhập khủng đến hàng tỷ đồng.